Ê thằng cu kìa, sao fan hâm mộ của anh nó chuyển 25 triệu nó mua cái máy chạy bộ F63 cái tuần rồi mà anh chuyển? Ê, cái hồ sơ lại hoàn thiện cái ship mà nhặt cái là bây giờ giao cho Tây Nguyên ship nó xa quá, phí nó cao. Bây giờ em chưa tìm được cái đơn vị nào mà nó thấp hơn. Nó cao quá thì kệ mẹ nó, người ta chuyển tiền từ lúc mà cái máy của mày nó chưa về nữa. Mà tới bây giờ đó, cái máy nằm trong kho rồi, khách nó cũng dễ chịu nha, nó không có cầm lên. Mà tao vô tình tao biết thôi, mày làm ăn vậy hả mày? Vậy thì bây giờ cái phí này sao sếp? Bây giờ cái máy mà chuyển... Cái phí nhiêu kệ mẹ đó, mày cứ chuyển liền để em cho tao. Đó, tại vì người ta là fan hâm mộ, tao đã tin tưởng. Người ta mua cái hàng, người ta chưa nhận thấy cái máy, người ta chưa nhìn thấy cái máy, người ta chưa biết cái gì chân á, người ta xuống tiền đầy đủ cho mày rồi. Thì bây giờ mày cứ kêu xe, mày chuyển lập tức ra ngoài đó cho người ta. Rồi mày gọi điện thoại, mày hướng dẫn cho người ta ráp để người ta xài. Còn nếu mà lời lỗ nhiều á, có mấy em trả trâu trên mạng 3 triệu nó ok. Sếp ơi, sếp. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Xin chào bạn đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn. Ngày hôm nay anh Duy Nguyễn xin gửi đến các bạn một cái vlog. Nó cũng là trải lòng, tâm sự về những cái hướng đi, những cái hoạch định trong sự nghiệp của Duy Nguyễn. Tiện đây là tiền đề hành trang cho các bạn startup. Các bạn có được những cái kiến thức để các bạn không vấp phải những cái sai lầm như tôi. Wow. Thì bây giờ mình sẽ nói cái sai lầm đầu tiên. Dạo gần đây là BBT phát triển chiến lược Home Gym mấy em. THOL Home Gym. Đó. Vậy thì cái THOL Home Gym á, nó đến với anh á là tại sao? Tại vì á qua cái chuyến công du bên Mỹ anh mới làm Home Gym thôi. Chứ anh không có làm Home Gym đâu. Tại vì đi bển đó anh thấy mức sống nó cao. Đó, mức sống nó cao rồi này nọ, người ta nó bận rộn này nọ kia rồi nó làm Home Gym nhiều lắm. Home Gym nó về nhà tập. Xong rồi quay lại Home Gym ở Việt Nam mình á, mình lên mạng á, mình coi sơ sơ này nọ kia thấy toàn là cái máy gia công tự chế nó không nhìn chán chết bà luôn. Đó, xong có một nhân vật. Nó tiện đây anh tiện nói tên mà nó khịa cà khịa anh mấy em vô Home Gym nữa. Nó mua cái máy gì á, đồ không biết, đồ này chắc không được đồ Trung Quốc nữa. Cái đồ này nó xấu kinh khủng xấu luôn á. Mà nó mua thì nó mua đi. Nó nói ai báo được đừng chỉ tôi ghim chuối Duy Nguyễn nha. Chơi vậy đó nè. Chơi vậy đó. Cái mình vô lẽ mình rep nó xin lỗi bạn có tiền mua máy của mình không bạn? Bạn ăn nói đàng hoàng, bạn lịch sự, mình bạn tôn trọng nhau, bạn là KOL, mình cũng là KOL. KOL là người có ảnh hưởng đó bạn, đúng không? Thì nói qua nó lại mình bắt cho bạn cái máy rồi bạn làm video mình cảm ơn mình cái như xong. Nope. Vậy đi, không chịu đâu. Chọt mình. Rất thẳng luôn. Xin lỗi Duy Nguyễn bán máy Mỹ không bán máy Tàu. Cay lắm. Đó, đó là một. Cái số 2 nữa đó. Mức sống á thì trước sau gì xã hội Việt Nam nó cũng lên. Đúng không? Mà Home Gym á là một cái nhánh mà sau này chắc chắn nó sẽ phát triển. Đúng không? Chắc chắn sau này nó sẽ phát triển. Tại vì cái môi trường phòng gym có một số người nó không phù hợp mấy em, công chuyện không cho phép này nọ kia, mặc cảm tự ti, ốm yếu này nọ, không đến phòng gym được, sẽ đến Home Gym. Đó, vậy thì anh Duy Nguyễn phải đi tắt đón đầu. Nhưng mà đón cái con khỉ gì nữa. Người ta làm Home Gym banh chành hết, giờ mình mới vô. Anh gia nhập cái thị trường này là sao mấy em? Gia nhập thị trường là sao? Sao mà gặp mấy sale lũ đạn nữa? Đúng không? Anh bán cái máy Home Gym F63. Đó. Khách hàng người ta chưa biết cái máy nó ra làm sao á, người ta chuyển tiền 25 triệu mua cái cọc. Ông này đại gia gỗ ở Gia Lai. Đó, 25 triệu mua cái cọc. Wow. Xong không chịu giao hàng cho người ta mấy ông nội. Không chịu giao hàng cho người ta, hỏi ôi chết mẹ rồi sếp ơi, em giao sức quen rồi giờ giao máy làm sao. Mà nó không chịu hỏi đâu, mình hỏi tao nó mới nói. Nói em không biết giao làm sao nữa anh. Con nóng máu. Thì mượn chương trình này cũng xin lỗi khách hàng ở Gia Lai. Mua khách hàng đó là đáng quý mấy. Người ta mua hàng mà người ta không có đòi hỏi, người ta không có làm khó, đúng không? Chứ còn tụi em ra đường coi, thiệt á, bán được một cái máy cào dên luôn chứ không phải giỡn đâu. Nó
có mấy trời đất ơi, ship tới nhà nó mà nó còn không chịu nữa, đổi máy luôn chứ không phải giỡn đâu. Còn huống hồ gì người ta biết anh Duy Nguyễn là người ăn ngay nói thẳng, nói một là một, nói hai là hai, đúng không? Người ta full payment luôn, người ta chuyển tiền cho tụi em mà tụi em phải lo giao cái máy đi chứ. Bây giờ có tốn tiền mấy phải giao thôi à, đúng không? Chính nhờ những khách hàng như vậy thì sau này tụi em mới thành công. Chứ còn không có những khách hàng như vậy là mãi mãi tụi em thành công long thôi chứ không nữa thôi. Đó, thì bây giờ cứ alo kêu xe ba gác chở cái xe đó ra bến xe miền Đông á. Ra bến xe miền Đông coi mấy xe đò nó có nhận hàng không, đúng không? Không nhận hàng liên hệ trên xe có xe tải nào chạy vào đó không, gửi xe tải vào đó, đúng không? Giao tới nhà cho người ta. Đó, rồi xong á, mở video lên, call video call lên, hướng dẫn ráp máy. Wow, hiểu không? Nó tại vì máy THL về hôm nay như rất nhất là mấy cái máy home game anh không có để cho cái đội thợ chính nó ráp mấy em, anh để cho cái đội thợ phụ nó ráp. Nó mà tại sao anh để cho đội thợ phụ nó ráp? Tại vì đơn giản á, là mấy thằng thợ phụ á, là mấy thằng không chuyên là mới nhất nè, mấy không chuyên, đúng không? Không chuyên thì khách hàng nó đâu chuyên đâu, đúng không? Thì không chuyên ráp được chắc chắn khách hàng ráp được, mà home game dễ ráp bẹt. Có video hướng dẫn từ xa hết trơn, có video chỉ rồi, xong không được nữa rồi gọi FaceTime chạy đi là xong. Đó, đó là home game nha. Rồi kể thêm câu chuyện home game nè, BBT quận 9 của anh tính để cái home game trên lầu á, đúng không? Nhưng mà giờ suy nghĩ lại được mấy em, tự nhiên có home game mình cần có tỷ bạc, home game mẫu, home game mẫu. Thí dụ home game của mấy em 200 triệu là được rồi, home game anh mẫu anh làm gần tỷ bạc luôn, mà để trên lầu cao vậy ai thấy trời. Cái gì mình suy nghĩ là ôi sao mình chỗ này mình hơi ngu nha. Cái thôi, cái bà đó, cái lầu cao đó anh bỏ luôn, anh cho làm kho luôn, không đem game nữa. Vì home game chuyển qua đâu mấy em? Quận 7. Đúng, mày nói đúng, home game chuyển qua quận 7. Wow. Quận 7 mặt tiền để ngay lòng luôn, đi vô đi ra, đi vô đi ra bị nhồi sọ mấy em, chịu gì nổi. Đúng không? Cái mình làm ăn mình phải nhồi sọ ta vậy đó. Nó đi ra đi vô tập chịu gì nổi. Đúng không? Ít ra anh làm rỉ anh cái đó về cho em tập đi. Ừ được được, thôi em tới đây tụi nó dê em quá. Anh mua cho em cái về nhà. Ví dụ vậy. Đó là chiến lược. Và cái home game của anh sẽ là cái showroom home game. Showroom home game chơi máy Mỹ nha. Nói rồi anh dị ứng Trung Quốc lắm em. Anh rất dị ứng Trung Quốc, không chơi máy Trung Quốc. Không chơi máy Trung Quốc nha. Nên home game của anh là máy Mỹ. Vậy thôi, trong thành phần home game căn bản cần gì thì móc nói. Còn ngày hôm nay anh chỉ nói là cái máy chạy bộ F63 là cái máy rẻ nhất, là cái máy nhỏ nhất trong cái dàn home game, mà là cái máy thích hợp cho mọi đối tượng. Đó, làm gì làm anh phải né Trung Quốc cái cái. Ồ, máy anh là không phải máy tàu nha mấy em, đừng có nói về tội nghiệp anh. Máy anh là máy đệ của Mỹ Đế. Đệ của Mỹ Đế mấy em. Đó, đệ của Mỹ Đế nha. Mỹ Đế nhiều đệ lắm, ai điền có đúng đệ nào. Đó, thì cái máy home game F63 này nè là nó phù hợp và nó đẳng cấp. Anh test rồi mới anh mới chơi, nó phải hơn những cái máy trên thị trường. Wow, đúng không? Nó hơn trên máy thị trường là sao? Thứ nhất là cái kiểu dáng nó phải nhìn sang cái đó. Nó mặc dù home game chứ nhìn phải sang chút đỉnh chứ, tao bỏ tao bị thử sao nội, đúng không? Nó chứ còn home game mình đâu phải nào mà chơi cái máy chạy bộ mà nhìn trời ơi như mấy cái đồ không tìm nó tên đó, không tìm nó tên. Và cái máy nó phải thông minh nữa chứ, cái máy ngu quá thì thôi thua, đúng không? Thời buổi 4.0 không chơi máy ngu được mấy em. Vậy anh hỏi em máy nào máy ngu? Cái máy ngu là máy biết đứng lên chạy con trâu á, là kia là máy ngu. Đó, còn máy sao mà gọi là máy thông minh? Máy thông minh là nó lập trình, nó phải có program, phải kết nối, phải connect. Bây giờ anh thử chạy chế độ manual. Đó, vậy thì cái máy F63 mặc dù nó rẻ nhất nhưng mà nó đáp ứng được hết tất cả mọi tiêu chí, đúng không? Mà lên tới thằng anh của nó là F85 nhìn chảy kè. Trời đất ơi, qua F85 anh khiêng nhà nặng mấy em. Ủa nhìn y như cái máy chạy bộ và thương mại luôn á. Trời đất ơi, mà nó xịn hơn nữa. Nó xịn hơn. Tức là cái máy chạy bộ thương mại á thì á, nó không có nhiều tính năng bằng home gym luôn. Cái home gym là gì? Cái máy home gym là cái máy dùng để tập tại nhà, dùng để tập personal, hiểu không? Mà tập personal thì nó có những cái tác dụng dành cho một người tập tại nhà. Nó bị dẻo lắm. Thí dụ như bà nội trợ bà tập thì có tính năng gì cho bà. À, vừa tập vừa mở cái app lên coi cách kho cá. Đó, rồi xong rồi điện thoại hết pin bỏ vô sạc luôn. Đó, thiệt mà mấy máy trong phòng game tụi em làm khỉ có tính năng đó, đúng không? Anh nói thiệt với em á, cái máy trong phòng game tụi em tập á là nó nói máy tập vậy thôi, nhưng mà cái chuẩn nó không là chuẩn nào hết. Cái chuẩn nó chỉ là cái máy biết chạy thôi, không là chuẩn nào hết. Lên nhấn tay kịch mệt thấy mọi nó, nên cái máy hơn thua nhau chỗ lập trình. Lập trình, còn cái kết cấu gõ vô kia cấp góp nè, rồi sơn xiết này nọ, nhìn chất lượng tốt là ok.
đó, ok, mạnh mẽ đâu, lên đạp không kêu bụp 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 không rung bạc 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 đúng không, tập xong rồi dựng lên cái đẩy vô gốc gọn gàng dọn dẹp đó. Vậy thì anh nói sơ về tính năng, anh nói sơ thôi, video này giới thiệu thôi. Cái thằng S3 đó là máy chạy bộ thông minh, hiểu không? Trên cái màn hình điều khiển đó, nó có nhiều chương trình. Nhiều chương trình là máy tập, nó chương trình quan trọng em. Cái chương trình của thằng này là nó điều khiển được chịch. Đó, điều khiển là cái gì? Thay đổi về tốc độ đầu. Cái tốc độ đầu nó quan trọng lắm. Tốc độ đầu nó quan trọng lắm, còn có mấy chương trình của mang máy tạo hả? Không thay đổi được tốc độ đầu. Không thay đổi được. Ví dụ như bây giờ tôi tập bây giờ 10 phút khác 5 phút, 5 phút khác 3 phút. Mà 3 phút đó chương trình đó tôi ép cho tim tôi đập mạnh lên, rồi tôi giảm xuống, nó phức tạp lắm em. Thì cái này trong chương trình thực hành thì anh sẽ nói, anh sẽ chỉ. Còn đây là trong tình lý thuyết anh giới thiệu cho em, cái máy này nó rất là thông minh smart. Nó phải là smart. Và cái smart thứ hai của nó là gì? Nó kết nối. Nó kết nối với hai cái app luôn. Đúng không? Một cái app là do hãng nó chế ra. Để làm chi? Nó tăng tính năng giải trí, nó tăng tính năng tiện dụng. Đúng không? Chứ cái bản thân một cái máy thì nó chỉ là cái máy chạy bộ thôi, nó không thể nào nó hiển thị được như một cái app trên điện thoại. Có, tụi em mua cái máy này về, xong rồi tụi em cài cái app vô cái điện thoại của em á, cài cái app cho tụi em mở cái app ra sử dụng cho cái máy này. Hay lắm, vi diệu lắm. Wow. Anh thích là thích cái điểm đó đó. Đó, nên anh mới chọn cái dòng S63 này để làm cái sản phẩm mà gọi là phân phối chính. Còn tại nó rẻ mấy em. Còn cái dòng kia nó mắc hơn. Cái dòng F85 thì nó mắc hơn. Tất nhiên để làm cho tụi em hiểu được hai cái máy này á thì nó khá là tốn nhiều thời gian. Khá là tốn nhiều thời gian. Rồi, nói tới cái app, trên app nó có nhiều chương trình nha. Thì mấy bạn dựng phim media sẽ giới thiệu một số tính năng của app rồi cái kiểu cho tụi em coi. Rồi tiếp tục về thân máy. Đúng không? Cầm tay gõ cốc vô cái sườn nghe đã lắm ba. Gờ vô một cái rửa liếm. Cái trời đất ơi sơn ngon luôn. Bảo đảm không thể nào thất vọng được. Nếu mà với một cái máy chạy bộ mà tại gia đình đó mà em không có nào thất vọng được, chứ em ra bị trượm nhìn là thôi đi ra quyền chân công chúa có nước thôi về luôn. Nha. Đó. Mà cái máy này á là BBT phân phối độc quyền. Anh là vậy đó, có gì độc quyền chơi không độc quyền cho khác làm, tao không rảnh. Anh không có rảnh xe thị trường, quan điểm của anh ích kỷ lắm em. Ích kỷ dã man luôn á. Nó mà hàng là hàng có sẵn, chứ không phải như người ta, trời đất ơi hàng đâu đặt cọc đi ba rồi chuyển về không có. Wow. Nằm một kho với 12 kìa. Tụi em múc xỉa đi, chiều có hàng liền. Nó nhưng lông lùng mày mua lẹ đi mày. Thằng lông lùng hôm nay nó bận quá mấy em. Nó bận quá rồi đó, không có này nọ chưa được. Bởi vậy mấy thằng BT nhưng lâm lùng, thằng lâm lùng nhưng làm BT. Mà BT mẹ ngu như con bò vậy đó. Nói không biết gì chỉ. Ví dụ như mày BT cho khách đó, thì mày phải set up cái phòng home gym cho thằng khách. Đúng không? Mày để khách tự set up home gym xong dạy chạy theo giáo án. Thôi thua luôn nội, mua máy tùm bậy tùm bạ không à. Nó còn mua mấy cái máy chạy bộ biết chạy không biết gì trơn trọi hết á. Đúng không? Một cái máy chạy bộ nó chỉ biết chạy thôi, tụi em tập sẽ không nào nó gia tăng được hiệu quả. Chắc chắn luôn. Đúng không? Cái máy chạy bộ nó hơn chạy bộ ngoài đường, nó chỗ là thông minh. Nó nhiều chương trình. Nó ép người ta vô cái này vô cái kia. Nó mới ngon. Còn nếu mà cái máy chạy bộ chỉ biết cắm đầu cổ chạy thì thôi chạy mẹ ngoài đường cho nhìn gái cho xuống. Cái đó nói thiệt. Đó anh nhiều khi anh thấy dân trong phòng gym mẹ mình đam khách mình thì nó kỳ chứ. Những cô gái chàng trai tập trung giờ với anh. Anh nhìn liếc qua màn hình tụi nó chạy bộ toàn là manual không? Toàn là manual không? Manual là chỉnh tay á. Không biết này tại khách chọn hàng BT ngu thì không biết, nó thiệt luôn á. Chạy bộ vậy chạy là mấy con khỉ vậy. Đúng không? Vô thấy tự nhiên BT nó có một bài à. À chị ơi, chị tập xong 45 phút ra chạy bộ 15 phút. Má ngày nào cũng chạy bộ á. Ngày nào cũng chạy bộ á, ngày nào cũng lên chỉnh mé đồ, ngày nào lên chỉnh mé đồ đi bộ 15 phút về. Thiệt các mày trả tiền cho mấy con BT đó còn lại. Đúng không? Ít ra đó, khách ở đâu anh không biết. Nhưng mà khách ở trong BBT á mà tập vậy tức lắm. Tại vì BBT đã mua cái dàn cardio, là cardio thông minh chứ không phải cardio ngu biết chạy thôi. Đó lên ngày đầu tiên nhấn vô cũng cardio, chỉnh thời gian 5 phút, mắc level 12. Chạy te thối không biết. Đúng không? Rồi bữa sau phải chỉnh leo núi. Rồi bữa sau nó phải chỉnh cái khác. Đúng không? Bữa sau chỉnh phát bên, bữa sau chỉnh trend đồ này nó kia vô. Nhìn cái đồ thị nó đổi kìa. Cái đồ thị nó quan trọng lắm chứ bộ. Đúng không? Mà thằng cái thằng máy mà son là thương hiệu nha. Cái máy son F63 y chang. Một đống chương trình luôn, nhìn cái dàn nút á. Đúng không? Mà nó còn tiện lợi hai tay bấm biết rồi nó kia các kiểu tiện nghi lắm. Anh nhìn nó đứng liền à. Nó bởi vậy anh gửi quê về quê một cái rồi.
F85 luôn, chơi sang chưa? Đó, có mấy bà gì, bụng bự quá. Nó về dưới chạy này nọ kia. Nó để trên lầu một cái F85 nữa. Nó để cho nhân viên hay là ai đó lên tỏa tập, đừng phiền khách dưới ba ơi. Ở dưới rồi nó chật để được 8-9 cái máy chạy bộ xuống dưới dành khách nữa. Đó. À, quay lại BT, lộn sao tự nhiên tôi BT 15 tôi tính đam nó. Thí dụ BT 15 mà giờ dạy mượn khách thì mua mượn máy chạy bộ bán trọng đi. Chắc chắn không mua thôi, đúng không? Bán mượn máy chạy bộ cho mượn khách xong rồi mình dạy chương trình cho mượn khách đó trên máy chạy bộ đó. Tính năng của máy chạy bộ nó phải thông minh, một ngày 24/6 chơi cái này, 3-5-7 chèo thuyền. Cái bài chèo thuyền quan trọng chết mẹ luôn, mấy phòng gym nó không mua ông nội ơi. Tao nói mẹ tôi đầu tư mấy phòng gym cho mấy thằng làm kinh doanh á là tức phun máu luôn á. Nó đầu tư một vàng máy chạy bộ biết chạy gì mà chạy tê người ta hay gì mà đầu tư quá trời. Đó, gặp mấy bà nội trợ vô không biết cái gì cả, cắm đầu cổ đi bộ xong về uổng tiền bà cố luôn, đúng không? Trong khi chèo thuyền cực kỳ quan trọng luôn. Nó chèo vừa dẻo dai vừa khỏe cơ lưng này nọ, vừa là vụ tối nữa. Đó, mà không làm, đúng không? Thì Duy Nguyễn mua cái máy chèo thuyền để dưới kìa. Trong phòng game chắc được chừng 7-8 ông tập rồi. Bởi nhìn thấy nó chán mày. Mấy thằng BT của anh không biết tuyên truyền mấy em ơi. Mấy thằng đó dạy mới đi kiếm số không à. Nó chán gì đâu nữa. Nhớ nha, máy chạy bộ đi chung hệ. Mà máy chạy bộ này không những nó dành cho gia đình, nó dành cho người này kia, mà dành cho mấy BT. Nó dành cho mấy BT. Anh mua máy này nhiều là chủ yếu dành cho mấy BT. Bây giờ cái phong trào đó, BT nhiều. Tụi em á, mua một cái máy chạy bộ bỏ trong phòng lóc là không cho nào tập hết á. Thằng nào đóng tiền BT tao chạy cho. Thằng nào không đóng tiền BT tao không dạy. Yes. Đúng không? Thằng nào đóng tiền BT mày ra mày chạy máy kia kìa. Nó còn máy để cho đó là BT only. Wow. Để vô là đứng chỉ cho khách là vô chương trình này để theo dõi sức khỏe anh ta, vô chương trình kia theo dõi sức khỏe anh ta. Đúng chứ không? Nó thí dụ như bình thường em dạy tạ công sức em nhiều quá em lấy 100-200 ngàn giờ, còn giờ cardio cho anh ta chạy nửa tiếng lấy 50 thôi. Đúng không? Vậy nó làm ăn nó phải bằng cái tâm, nó bằng đạo đức một chút. Chứ không phải làm ăn cứ cái nào có tiền thì làm, không có tiền thì giục mẹ đi, đâu có được. Nó thường đó là BT tụi nó dạy xong tới hồi cuối giờ hết giờ cái gì nó ra đá bà khách đi, rồi đi bộ đi bà, đi bộ xong mỗi cẳng về, tại vì giờ đó không tính tiền giờ dạy trẻ tạ kìa, nó không tính tiền cardio, nó đâm ra nó không dạy cardio. Ủa mấy bà tới phòng gym chỉ biết cái gì lắc bụp là nổ xong rồi luôn, tầm tạ kéo dài cái đếm rép gắn tạ vô xoát về vậy đó. Đúng không? Mà trong khi mấy bà rành được cardio, bà ơi, mấy cái mài ngày một tuần á, bà đi tập đó đúng không? Một tuần bà đi tập 3 ngày thôi, 3 ngày ở nhà, đúng không? Thương chồng chiều con, tập cardio ở nhà. Mình biết là mở máy ra tập thôi chứ có gì đâu. Vậy là vừa đỡ tốn tiền BT. Vừa đỡ tốn tiền BT, dụ nhân giờ tuần tập gym 5 ngày tốn tiền BT 5 ngày, giờ tập gym 3 ngày tốn tiền BT 3 ngày, 3 ngày là cardio tốn tiền máy thôi. Đúng không? Cái máy mua có 25 triệu rồi xài chắc 205 năm luôn. Wow. Đúng không? Ví dụ vậy lời lúc. Nên nó tôi tính nhiều đường lắm rồi. Nó dư tính nhiều đường lắm mới ra này. Nó mà trong khi mấy phòng game như quê. Như quê đúng không? Mày mua máy nào còn biết, mày mua cái máy của anh đi. Về có chương trình anh làm video PA quảng cáo, anh chỉ rồ rem mày vô mày bú theo thôi. Mày lôi khách vô BT dạy bao sướng. Đúng không? Không người ta nói là cái gì? Buôn có bạn, bán có phường. Mà làm ăn phải chung rúp. Có một thằng đỡ đầu, con thằng bảo kê này nó đứng ra chịu xào, mình ở giữa, mình dưới mình làm theo nó thôi. Khách trong tin tưởng hơn nữa. Ví dụ khách nó không tin tưởng mày, tại vì mày là BT sao tin được, tin Duy Nguyễn nè. Ở máy này mua đâu à, máy này mua BBT nè, Duy Nguyễn đứng ra chỉ chương trình rồi em các kiểu nè, test tất cả nè, giống như vaccine vậy đó, thử giai đoạn 3 luôn nè, thử trên nhiều người nè, trên nhiều đến nền nè. Nó tóm lại cái máy F63 đó là cái máy anh mua về anh nhập á. Anh tính anh bán cho hai đối tượng, cả khách và cả BT. Cả khách và cả cái phòng gym cốc cốc như quê á. Nên mình phải biết cái chiến thuật để khai thác BT. BT khai thác nó phải có bài. Chứ em đi vô mấy cái lớp nó dạy, mấy cái trường nó dạy thôi vô bào tiền đủ F1, F2 đồ các kiểu xong rồi đi vô xào chẻ, nó đóng tiền cho mình thì mình coi nó là thượng đế. Còn nó không đóng tiền cho mình coi nó là con chó ghẻ. Cái đó bị chửi hoài hả? Đó, nên nó mệt lắm. Thôi cái video này chỉ giới thiệu cho tụi em biết anh là chuẩn bị bảo kê đàn em F63 trong kho anh nhiều lắm rồi. Kích thước máy hay là thông tin máy hay là gì gì đó thì mấy bạn media là nhân viên của anh sẽ diễn hoạt bằng những video để cho mấy em hiểu thêm. Còn sau clip này thì thời gian sau anh sẽ làm video hướng dẫn sử dụng một số chương trình và kết nối với cái app
để mình tăng đi cái sự hiện đại sử dụng, đúng không? Mà anh làm kỹ quá thì thế nào cũng có thằng bắt trước à. Cái cuộc đời này thấy mấy em thấy không, anh là người tiên phong, anh làm rất nhiều cái, bây giờ thiên hạ nó bắt trước anh làm quá trời. Lấy tiền bản quyền được không em? Thôi cảm ơn các thầy giỏi, bye bye. Kích thước lắp đặt dài 2,08m, rộng 0,89m, cao 1,45m, trọng lượng 115kg, tải trọng tối đa 150kg. Là máy chạy bộ tốt nhất so với các máy trong cùng tầm giá. Bề mặt chạy 50 x 150cm, lý tưởng với hầu hết tất cả mọi người. Động cơ 3 mã lực mang lại trải nghiệm êm ái và yên tĩnh. Đệm giảm sốc Cushion Flex giảm chấn đến 40%. Màn hình LCD 6,5 inch, tích hợp khung gắn máy tính bảng. Loa Bluetooth tự do nghe những bản nhạc yêu thích của bạn. Cổng USB có thể vừa tập vừa sạc điện thoại. 6 chương trình tập luyện khác nhau. Ngăn đôi đựng chai nước. Nút bấm thao tác nhanh, dễ dàng điều chỉnh tốc độ từ 0.8 tới 20 km/h. Điều chỉnh độ nghiêng lên tới 15 độ. Tay cầm tích hợp đo nhịp tim, dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.